Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Mario. Hôm nay trở lại kênh của em thì sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mà một trong những mẫu âm ly của Mazang, có tên là Mazang SR5011. Thì thật ra thì nhà em đã bán rất là nhiều các cái mẫu receiver rồi, tức là những âm ly đa kênh vừa nghe nhạc vừa xem phim. Đây là những mẫu âm ly rất khỏe, các bác có thể thuộc receiver thì nó thuộc dòng những âm ly có công suất khỏe hàng đầu, gần như là sẽ khỏe hàng đầu trên top những âm ly có công suất lớn. Đây là một mẫu âm ly mà có tích hợp rất nhiều công nghệ hay và chất âm rất là hay để các bác có thể phối ghép cũng như là nghe nhạc hay xem phim hay là thậm chí là hát cả karaoke trong nhà mình nữa. Mức giá của cái chiếc âm ly này hiện tại ở trên web của hãng đang giao với giá khoảng 25 triệu. Tuy nhiên là nhà em hôm nay sẽ bán các bác này chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Có một chiếc duy nhất, chiếc Mazang SR5011 này sẽ có giá cho các bác là 12 triệu ấy, các bác nhá. 12 triệu và hàng sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm. Thì ngay bây giờ em sẽ đập hộp cho các bác để các bác tham khảo trong tất cả những thứ bên trong để các bác có thể trải nghiệm âm thanh, hình ảnh từ sản phẩm cho đến chất lượng âm thanh đầu ra. Có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm này. Nếu các bác tìm một chiếc âm ly khỏe để các bác có thể đánh những đôi loa cột hay đôi bút xèo nhà mình hoặc là để nghe nhạc từ trên TV hay từ điện thoại vào thì Mazang là một trong những thương hiệu mà có chất âm hay hàng đầu ở Nhật Bản, rất nhiều bác yêu thích các bác nhé. Ok, và bây giờ sẽ mở hộp luôn cho các bác để các bác không phải chờ lâu nữa. Series này thì lúc nào cũng là một trong sản phẩm của Mazang, đúng không? Sản phẩm rất là hot, được yêu thích rất là nhiều. Và hôm nay em về là một chiếc hàng lưu kho các bác nhé, một chiếc thôi. Sẽ quay cho các bác xem luôn. Có nhìn rõ không ạ? Để em để máy quay lại gần cho các bác quan sát nó dễ hơn. Đây, ok. Đây nhá, các bác nhìn nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tem bảo hành. Cái tem bảo hành này ta sẽ bảo hành theo cái số series này ở trên cái tem này. Các bác giữ lại cái tem này sẽ có chức năng bảo hành là 2 năm. 2 năm các bác nhá. Mã số kiểm soát là 0168. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn này của Mazang AV Surround Receiver SR5011. Em sẽ bỏ hết ra ngoài cho các bác. Tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc anten AM và FM. Các bác có thể nghe đài Việt Nam rất là tiện, nghe full đài Việt Nam luôn, nghe tới 108 MHz các bác nhé. Trong này có cả cái hướng dẫn để các bác đấu nối dây luôn, đầy đủ hết. Và đặc biệt là gì, khi các bác nghe sử dụng những cái chiếc âm ly của receiver thì sẽ luôn luôn có những cái mic setup như này. Đây là cái chân mic để các bác mà để những cái mic lên trên để các bác căn chỉnh cái âm thanh trong phòng nó tốt nhất dựa theo thiết bị mic setup. Và tiếp theo là sẽ là mic setup. Đây, cái mic này thì nó nhỏ 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 xinh xinh ở trong thôi. Bóc ra thì là các bác hình dung là khi bóc ra thì nó sẽ như nào. Nó sẽ có cái đầu đầu nhọn nhọn để có thể bắt tín hiệu âm thanh ở trong. Cái này là hơi khó tháo thôi. Đại khái là chúng ta sẽ dùng để setup âm thanh trong phòng dựa vào cái mic này. Bởi vì tai người nghe nhiều khi không thể chuẩn bằng máy được. Máy đo sẽ chuẩn hơn các bác nhá. Rồi, tiếp đến là gì? Một chiếc khiển zin. Lúc nào cũng thế, phải khiển điều khiển nó mới hiệu quả được. Một số thiết bị thì sẽ không dùng khiển mà sẽ dùng app, nhưng mà đặc biệt là chiếc này sẽ vẫn có khiển zin nhá. Các bác nhá, khiển zin để điều khiển. Cái này khá là quan trọng này. Rồi, và khi mà hàng mới đập hộp như thế này cho các bác thì sẽ luôn kèm một cặp viên pin này. Còn chưa bóc pin nguyên siêu các bác nhá. Em là người đầu tiên đập hộp của sản phẩm này, do đó em sẽ muốn giới thiệu kỹ cho các bác để các bác có thể hình dung được. Một sợi dây nguồn, ok. Sợi dây nguồn là dây nguồn dạng hai chấu ấy, dạng hai chấu. Rồi, bây giờ sẽ mở cái chiếc âm ly ra để các bác trải nghiệm thực sự là. Đây là sản phẩm mà gọi là chất ngon bổ rẻ các bác nhá, chỉ có một chiếc thôi đấy. Nhà em có một chiếc duy nhất thôi, hàng lưu kho, hàng mới lưu kho nhá, chứ không phải hàng hàng. Cái này hàng cũ không có đâu, còn như hàng cũ không có. Đây là hàng lưu kho chỉ một chiếc thôi. Em sẽ bỏ ra và em khui cho bác xem luôn. Đây. Và sẽ review cho bác chi tiết luôn. Trước khi mà chúng ta vào cái phần test âm thanh của nó. Để em xé nó ra. Đây. Ok, bác sẽ ok. Bây giờ thì em sẽ hạ máy quay xuống để bác có thể được xem kỹ hơn và chi tiết hơn. Vâng, và khi mà mở hộp ra thì các bác sẽ được nhìn thấy một chiếc âm ly receiver như thế này. Nó sẽ có một cái cánh tản nhiệt rất lớn ở trên để thoát nhiệt, bởi vì đây là âm ly công suất lớn, do đó là nó sẽ cần một cái cánh tản nhiệt lớn.
sẽ có một màn hình tròn ở giữa như này để hiển thị những cái thông tin, thông số của cái sản phẩm. Khi mà chuyển các kênh, các suộc đổ vào thì cần cái màn hình đó. Con này sẽ có những tính năng như sau mà các bác rất quan tâm. Một là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng nó có đường USB. USB này hỗ trợ đọc nhạc định dạng DSD cho nó nhé. Đọc nhạc rất là khỏe, nhạc chất lượng cao đấy. Ngoài ra thì nó có thể hỗ trợ chơi cả Bluetooth và điều đặc biệt các bác nhìn này. Đây là âm ly 7.2 kênh. Các bác nhìn nhá. Em sẽ zoom cho các bác nhìn rõ để các bác nhìn có thể quan sát rõ hơn. Đây. Các bác nhìn rõ không ạ? Đây là âm ly 7.2 kênh và nó có công suất mỗi kênh lên tới 180W, do đó đánh các đôi loa rất là khủng khiếp, hầm hố cũng được và đánh được hai loa súp. Cái điều thứ hai là gì? Nó có khả năng hỗ trợ được Bluetooth và AirPlay các bác nhá. Bluetooth thì các bác đều biết rồi, AirPlay là gì? AirPlay là nó hỗ trợ cho các bác có thể kết nối stream nhạc từ điện thoại sang thiết bị nào âm ly này thông qua cái mạng. Thì con này hỗ trợ Wi-Fi luôn. Hỗ trợ Wi-Fi để các bác có thể kết nối Wi-Fi trong nhà giống như một thiết bị thông minh trong nhà và chúng ta sử dụng tất cả qua điện thoại để kết nối truyền nhạc không dây sang nếu các bác muốn nghe từ Spotify. Thiết bị này cũng hỗ trợ âm thanh từ Spotify hay từ YouTube sang. Đó, được rất là hay các bác, rất đủ công nghệ. Được thứ hai là gì? Nó hỗ trợ hình ảnh 4K, tức là khi các bác muốn xem phim trên cái thiết bị này, cái đầu các bác có cái đầu xem phim để kết nối vào cái thiết bị này và sau đó nối lên TV thì hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh 4K. Xin thưa với các bác là 4K là chất lượng hình ảnh mà bạn đang chiếu ở trong rạp ấy, rất nét, ở trên TV cũng rất nét các bác. 4K là lượng hình ảnh rất nét. Và thế giới bây giờ thì thực sự bây giờ người ta đã phát triển ra tới 8K rồi, nhưng mà 4K vẫn là một trong những thiết bị hình ảnh rất sắc nét để các bác trải nghiệm xem phim trong nhà, thực sự tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là gì? Nó sẽ hỗ trợ cho dây HDMI là 2.2 các bác nhé, không phải là 2.0 đâu mà sẽ phải dùng dây 2.2 nó mới hỗ trợ. Đấy là những điều thông tin cơ bản của nó. Sẽ có USB, Bluetooth, có AirPlay, có Wi-Fi. Đấy. Ok, để sẽ zoom lại cho bác quan sát thêm. Cái tiếp theo là gì? Con này sẽ vẫn giữ nguyên một cái thiết kế của Mahjong chung. Nó có thể hỗ trợ bên này sẽ một cái nút suộc đầu vào, chuyển đầu vào này. Bên này sẽ núm volume này. Các cái điều chỉnh ở bên mặt trước để điều chỉnh các cái chế độ như là Zone 1, Zone 2 rồi D-Max hay là Pure Direct hay Dimmer để giảm chế độ sáng của đèn. Hỗ trợ Spotify để hỗ trợ phần mềm nghe nhạc trực tuyến. Đây là phần mềm nhạc số được rất nhiều bác yêu thích bây giờ. Tuy nhiên là khi dùng phần mềm Spotify này, các bác phải có cái bản quyền Premium, nghĩa là các bác phải mua bản quyền cho cái phần mềm Spotify đấy. Mỗi tháng mất khoảng đâu đó, em nhớ không nhầm là khoảng 50.000 một tháng. 50.000 một tháng để bác trả cho cái phí để nghe nhạc chất lượng cao ở trên này. Tất cả các loại nhạc trên này đều có hết. Rồi bên này hỗ trợ DTS này. Đó. Ok, bây giờ em sẽ quay tiếp cái mặt sau cho các bác để các bác có thể hình dung luôn mặt sau các bác nhá. Các bác chờ em một chút. Chuyển mặt sau để các bác có thể trải nghiệm được cái không những cái thiết kế phía sau của máy luôn. Đây. Các bác nhìn rõ không ạ? Nó zoom lại gần cho các bác quan sát rõ hơn. Em sẽ nói từ bên trái sang các bác nhá. Bên trái sang ở đây chúng ta có một cái anten để chúng ta bắt sóng Wi-Fi và Bluetooth này. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái đường là đường network để các bác có thể cắm dây mạng LAN, nhưng thực tế là con này nó đã có Wi-Fi thì cái việc network này có lẽ là không cần thiết lắm. Đấy. Sẽ có một đường optical để nối từ Smart TV xuống hoặc là nối đầu CD vào. Cái này thì rất là dễ dùng thôi. Cắm dây quang là xong. Những cái đường HDMI này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đường HDMI. Bên này một đường 8 đường. Cái những đường HDMI này sẽ có hỗ trợ như cắm đầu CBL set này, đầu DVD, đầu Blu-ray này, đầu game này. Những đầu vào để chúng ta cắm hình ảnh vào đây. Thì hình ảnh từ những cái đầu đó sẽ truyền tải vào đây và xuất qua đường HDMI ARC out này lên trên TV các bác nhé. Và TV nhà các bác cũng phải có cái đường HDMI ARC out, ARC in để kết nối vào. Đó, thì sẽ có cho hình ảnh 4K qua cái này. Đấy về phần hình. Phần tiếng chúng ta sẽ có 7 các chiếc loa này, 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái chiếc loa này sẽ cho các bác vừa xem phim hoặc các bác nghe nhạc sẽ nghe qua hai đường chính là hai cái đường front này. Đấy, phải trái này. Thì hai cái đường này sẽ là hai đường có chức năng nghe nhạc chính. Để các bác có thể nghe và trải nghiệm âm thanh nghe nhạc qua chủ yếu qua đường này. Còn nếu các bác muốn nghe cả 7 đường cũng được, cắm cả 7 loa và nghe từ cả 7 loa này thì các bác có thể trải nghiệm được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái đường để cắm đầu in vào như đầu CD này, đường này đường để chúng ta cắm cái
cái thiết bị đầu vào audio in vào, hay là những đầu pre-out đây để out tín hiệu ra, hai đường sub loa sub để bắt đầu thêm loa sub, hai đường front center này để các bác nối những đầu ra pre sang những thiết bị khác, gần như kiểu là một thiết bị giải mã đấy, hoặc là nối sang những cái đầu power mà muốn đánh loa lớn hơn thì chúng ta dùng cái đường pre này để nối lấy tín hiệu đầu ra và nối sang con power hay nối sang con cái âm ly khác, đại loại là như thế đấy. Và điều tiếp theo là gì? Về cái nguồn điện của nó sẽ là điện 230V. 230V là điện để tiêu chuẩn để xuất vào châu Âu. Và có công suất, con này công suất tiêu thụ điện khá là lớn nhé, 650W. Rất khỏe. Do đó là gì? Nó hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa xem phim, thậm chí các bác có thể cắm thêm một chiếc vang số để hát karaoke vẫn được. Đây là một sản phẩm âm ly rất khỏe ở thị trường, đánh rất mạnh và uy lực. Ok. Thì cái phần review này của em xin phép dừng lại tại đây, và ngay sau đây em sẽ test cho các bác một cặp loa rất là xịn sò của nhà em để các bác có thể trải nghiệm âm thanh với cái chiếc âm ly này. Thì hiện tại thì nhà em sẽ ghép cho các bác một cái chiếc một cặp loa khá là hay, là cặp Dali Spectre 6. Cặp loa đấy thì khá là rẻ thôi, khoảng 11 triệu, ghép với cái chiếc âm ly này để thành một combo vừa phải hợp lý cho các bác nghe nhạc xem phim luôn và đầy đủ công nghệ. Ok, và ngay bây giờ sẽ mời các bác cùng lắng nghe. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, thêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khắp thầm. Chào nhau thiết tha, bài ca in mãi.